Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng A Trầm Hokita chúng tôi có điều kiện để tiếp tục làm các clip về kỹ thuật thuộc cái series về quá trình từ biến từ cốt cây cốt vô trọng thành cốt cây hoàn thiện, thành cây hoàn thiện. Thế thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cái vấn đề đục tạo hình ở trên các cái bộ phận của cây trong cái quá trình mà các bạn định hình. Thế thì là cái clip trước ấy, thì tôi nói về vấn đề là đục tạo hình để chia cái mặt cắt lớn thành mặt cắt nhỏ và cái nguyên tắc để tạo hình như nào. Thế thì cái clip này tôi sẽ nói về vấn đề là đục thế nào là thông mạch và bị ngắt mạch nhá. Cái này nó dính vào vấn đề là khi mà các bạn đục tạo hình ấy, mà nếu mà các bạn không tính được cái phần thông mạch hay ngắt mạch ấy, thì nó sẽ bị cái tình trạng là cái phần các bạn đục thế xong các bạn tính là nó sống và nó kéo liền sẹo được, nhưng thực tế nó có thể là nó không kéo liền sẹo được hoặc có thể nó sẽ bị chết. Có nghĩa là khi các bạn đục ấy, nó bị ngắt cái mạch dinh dưỡng và nước. Thế thì dẫn là như vậy thì tôi sẽ minh họa trên cái cốt này và một số cái cốt anh em đã làm để cho các bạn hình dung ra nhé. Thế các bạn hiểu như này này. Cây nó muốn sống được ấy, hoặc là các cái bộ phận của cây nó muốn sống được ấy, thì nó phải chạy thông mạch nước và dinh dưỡng. Đấy, các bạn hiểu nôm na như vậy. Có nghĩa là nước và dinh dưỡng phải chạy được thông qua đó thì nó mới nuôi được các cái vùng như vậy. Còn nếu mà không chạy thông được ấy, thì chắc chắn là cái vùng ấy nó sẽ không phát triển hoặc là nó sẽ chết. Thế bây giờ các bạn sẽ phải hiểu như này. Ví dụ nôm na nhỉ, đúng không? Nước và dinh dưỡng sẽ phải lấy từ ở dưới đất, đúng không? Thông qua hệ thống các dễ tôm dễ nhỏ này, dồn vào các dễ lớn này, dồn vào dễ lớn, xong rồi bắt đầu chạy đến chân bệ, chạy chân bệ xong rồi đi lên thân, từ đây chia ra các cái vùng tay cành, rồi chi răm, đúng không? Đấy, cái hướng mà tôi di là sẽ là cái hướng chạy, đúng không? Và cuối cùng là nó sẽ thoát hơi nước qua lá, thì còn cái chất dinh dưỡng nó sẽ tích tụ lại ở những cái phần mà phần sống của cây để nuôi cây, kết hợp với lại cây quang hợp hút khí carbonic và tạo ra oxy, đồng thời là tổng hợp ra cái năng lượng nuôi cây khi mà nó lấy được dinh dưỡng từ dưới bệ rễ lên, hoặc là có thể phun qua lá hoặc ở thân đó. Thế thì cái phun qua lá mới ở thân ấy, dinh dưỡng mà làm như vậy thì nó chỉ là gọi là nhất thời hoặc là nó ngắn hạn thôi. Còn về cơ bản thì dinh dưỡng vẫn phải lấy được từ ở dưới bệ rễ lên, có nghĩa là lấy từ ở trong đất, đúng không? Các bạn sẽ bón ở trong đất có qua hình thức tưới hoặc là bón phân trên bề mặt. Đây, ví dụ đây là bón phân qua bề mặt này, trên bề mặt này, đây, đúng không? Thì các chất dinh dưỡng nó sẽ được thấm dần xuống và các cái rễ tôm nó sẽ hút và nó sẽ chuyển qua cái rễ to lên thân bệ, tay cành, chi ra và lá, đúng không? Thì cái quá trình đục thì là các bạn sẽ bị các bạn tác động và sẽ làm bị mất ngắt, cắt đi một phần. Ví dụ giữ các bạn đục trên rễ thì cắt đi một phần rễ, đúng không? Đây, ví dụ giữ cái vùng này nhá, ban đầu cái rễ có thể nó ra tít ngoài này, đúng không? Nhưng anh em đục bóc bỏ phần này đi, ok? Hay là như cái rễ này, đúng không? Ban đầu nó cả một cái rễ dài chạy ra ngoài, đúng không? Anh em cắt đi và lấy lại rễ mới, đúng không? Đấy, đây, hay là cái vùng này, cả một cái rễ ban đầu nó to thô này, anh em đục vét hết cả vùng này để chia ra hai cái vùng đó, đúng không? Cái bản chất đục này thì là nó để tạo hình, để làm nhỏ lại, hoặc là nó dài quá thì cắt bớt đi, đúng không? Đây, hay như chỗ này tạo hình, chỗ này tạo hình này, đây, chỗ này dài quá cắt bớt đi này, lấy cấp rễ mới. Đây, vùng này thế. Đây, ở đây là cả một cái rễ to ban đầu, đúng không? Thế anh em đục vét hết cái vùng này và chỗ này là chia ra hai cái vùng, hai cái hướng chạy đó, đúng không? Thì cái bệ rễ nó sẽ đẹp lên. Hay là ví dụ sử như là cái vùng đây cành này, đây vùng này anh em cắt đi,
thu lại, đúng không? Cái vùng bên ngoài này bỏ. Đấy. Cái việc đục tạo hình với lại cái việc cắt này thì là có thể tác động ở trên tất cả các cái bộ phận của cây, từ rễ này, từ vùng thân này, vùng tay cành này. Đó. Thế thì tôi có thể quay sang các cái vùng khác của cây khác để các bạn xem nhé. Dù cây vừa rồi thì chủ yếu các vần đục là đục ở trên trên thân, à quên, trên trên rễ đúng không? Đây, sang cái mặt trước thì ở đây có cái vùng đục là ở trên cái cành nhỏ này. Chỗ này đục là đục để tạo sẹo, tạo nu này. Đây, hay là ví dụ cái vùng này là sau khi cắt đi rồi thì anh em sẽ đục để tạo hình, tạo hình cho một cái vùng chi chi của tay một, đúng không? Đây là cái này, cái mặt thân này cắt như cái mặt này ban đầu người ta cắt thì làm ra là anh em chưa đục cái mặt phẳng này. Đó. Đây, hay là như cái vùng này thì là anh em ban đầu nó làm cái rễ thẳng ở đây, đúng không? Anh em đục đứt, gần đứt, vẫn còn một ít ở phía dưới này. Để tạo, chỗ này là tạo hốc này, với lại là để chia cái vùng rễ ra, nó không cảm giác chỗ này không là một ụ, nhìn nó thô. Đó. Thế thì khi cái đục đục như này ấy, thì các bạn phải phải rất để ý về cái vấn đề là thông mạch. Thông mạch như là sao? Có nghĩa là như này nha, các bạn phải hiểu là cái quá trình đục là các bạn đục để cho nó nghệ thuật, nó đẹp, đúng không? Thế nhưng đổi lại là cái vùng các bạn đục ấy, là về sau nó phải vẫn phải thông mạch nhựa, và nó phải sống và nó phát triển và nó kéo được sẹo. Đấy, cái nguyên tắc đục như thế. Chứ các bạn đục mà để nó không bị nó bị ngắt mạch nhựa là cái vùng đục nó sẽ đứng im hoặc nó sẽ chết. Đây, ví dụ tôi phân tích cái vùng này nha, cái vùng này là cái vùng lớn mà các bạn nhìn nó rất trực quan này. Đây là một cái vùng rễ, đúng không? Thì ban đầu các bạn tưởng tượng là ban đầu ở đây nó cả một cái rễ to. Đây, đây là cả một cái khu rễ luôn nhé. Đấy. Nó chạy ra đến tận vùng này này. Đây, ở đây nó có cái vùng rễ nhỏ hơn. Thì ở đây là cả một cái khu rễ to. Thế thì cả cái khu rễ to này nhìn nó rất thô. Nó rất thô. Thế nên anh em bắt buộc phải đục tạo hình để chia cái rễ to này ra thành các cái vùng rễ nó nhỏ hơn. Đúng không? Thế thì đầu tiên anh em vét cả cái vùng này. Được chưa? Anh em vét cả vùng này thì nghiễm nhiên là từ một cái rễ to này anh em chia được thành hai cái vùng biên này. Đúng không? Thành hai cái vùng biên. Và nó kéo vào để ăn sâu tận cái vùng này. Và bây giờ các bạn nhìn này, cái vùng cái vết đục đang bị kéo sẹo được rất nhiều, đúng không? Cái chiều dày, cái chiều cao của cái vùng kéo sẹo chỗ này nó phải tầm khoảng 3 phân, đúng không? Nó kéo đều tất cả các cái vùng. Đây, cái vùng này thì là cái vùng mới này, chưa kéo sẹo trong cái vùng này. Có nghĩa là cái lộ trình đục là anh em chia thành nhiều giai đoạn đục, chứ đây không phải là một giai đoạn nhé. Đây, cái vùng này là cái vùng đục trước, thế nên đã kéo sẹo rồi nó. Cái vùng này này, các bạn nhìn từ đây, nó chưa kéo sẹo được, đúng không? Thế vậy có nghĩa là cái vùng này là vùng đục sau. Đây, vùng này vùng đục trước, kéo sẹo. Nhưng cái vùng này sẽ trước nữa, vùng này còn sau, đúng không? Nhưng cái vùng này vẫn trước vùng này, đúng không? Đó. Thế thì cái nguyên tắc là để kéo sẹo được như này ấy, thì sau khi đục xong ấy, cái vùng còn lại nó phải thông được cái mảnh nhựa. Để nhìn thông mảnh nhựa thì các bạn sẽ tưởng tượng là các bạn nhìn các cái vùng da còn lại nó phải liền lặn, tạo thành một cái khối liên mạch. Đấy, này các bạn nhìn. Như vậy thì nó sẽ thông được mạch. Đấy, hay như vùng này nhé, các bạn nhìn nhé. Nếu mà dinh dưỡng nó chạy từ đây đúng không? Lên đây đúng không? Nó men theo cái vùng biên này. Lên đây đúng không? Lên đây thì hiển nhiên thông mạch rồi. Đang nói đến cái vùng đục thôi. Thì đây là cái yêu cầu bắt buộc. Thế bây giờ giả sử như đục như nào sẽ không thông mạch. Đây, giả sử như cái vùng này. Bắt đầu ở đây đúng không? Một cái dây to đúng không? Một dây to đúng không? Đục như này thì là liền mạch. Đục như nào sẽ là không liền mạch? Ví dụ sử như này, cái vùng này nó đang chạy lên này, đúng không? Bây giờ nếu mà đục vét hết
cả cái vùng này, ngắt cả vùng này ra, giữ cái cục này thôi, thì là nó sẽ không liền mạch. Đấy. Thì hay là giả sử như là cái vùng này dồn tất cả dĩ nó lên đến đây đúng không? Đến cái vùng này ngắt ngắt cái vùng này ra, ngắt cả vùng này, thì hiển nhiên là từ đây đến đây nó không thông mạch đúng không? Nhưng từ đây đến đây nó vẫn còn thông đúng không? Nhưng nếu lại ngắt tiếp vùng này thì vậy cả cái khối này sẽ không thông mạch nữa, thì cả cái khối này nó sẽ có thể nó sẽ không phát triển và nó có thể chết đúng không? Thực ra nói thì nó đơn giản vậy, nhưng mà tôi thấy là nhiều anh em đục nó không thông mạch đâu, nó không thông mạch. Đấy. Đây, cái vùng này. Để tôi sang bên kia quay cho nó dễ. Đấy nha. Đây cái dễ này, vùng đục cũng rất to đúng không? Thì các anh em đục này nó đang vén sẹo này. Thế vậy đục này là thông mạch này. Đấy. Đây, kể cả cái vùng nhỏ này cũng thông mạch này. Các bạn cứ hiểu làm sao ấy mà cái vùng sau khi đục mà nó vẫn còn ra để nó chạy được dinh dưỡng thì nó sẽ thông mạch. Thế còn để như thế nào gọi là vùng da thông mạch, như nào là vùng da không thông mạch, thì các bạn nói chung là cái này nó phải là kinh nghiệm nhìn thì các bạn biết được. Đây ví dụ ở sử như chỗ này nha, ở chỗ này từ đây ra đây nó là một cái rễ đúng không, nó là cái rễ. Tại sao anh em đục cái vùng này, đục vùng này, thế xong rồi đến đây ngắt đây, đến ngắt đây mà cái rễ này nó vẫn sống, bởi vì lý do nhỉ, là cái rễ này nó phát triển lâu rồi, nó bệt, nó dính vào cái vùng rễ này. Đây. Vùng này sang đây nó là một rễ này, từ đây sang đây nó là một rễ này. Nhưng bạn nhìn này, anh em đục ngắt này, bạn ngắt chỗ này, tại sao cái chỗ này nó vẫn sống? Nó vẫn sống bởi vì lý do là nó liền dính liền cái mạch nhựa của cái vùng này với vùng này rồi, nên cái vùng này sẽ sống, đục này vẫn là thông mạch. Đó. Thế còn tại sao mà cái vùng này anh em không bóc cả cái rễ này ra mà anh em giữ này? Bởi vì đơn giản là vấn đề định hình thôi. Anh em thích để cái vùng này thì sẽ để được như này. Đó. Thế thì cái này là cái kinh nghiệm thì các bạn phải để ý thôi. Chứ không còn cái cách nào khác. Đây, ví dụ giả sử như là tôi sang cái cây mà anh Phương đang làm nha, cái si. Thì sẽ chỉ cho các bạn cái vấn đề mà đục à. Anh em đục cái vùng nào là cái vùng thông mạch, cái vùng nào là cái vùng ngắt không thông mạch. Đây, vùng này nha. Đây là một cái vùng rễ đúng không? Đây, từ đây, bể rễ này. Nó chạy lên. Cái vùng này là một cái vùng chi ra này. Ở đây nhá, ban đầu nó có cái rễ này đấu lên đây, cái rễ này đấu ra đây đúng không? Thế thì anh ấy đục một nhát đây. Cái vùng này là đục sát hết rễ này, cái vùng này đục đứt luôn hết rễ đúng không? Thế nhưng mà tại sao cái vùng đục này đục thông mạch? Bởi vì lý do này. Thấy nhá. Cái rễ này với cái rễ này là nó thành một khối rồi đúng không? Có nghĩa là về nguyên tắc cái mạch từ này sang bên này nó thông đúng không? Cái phía sau này là anh vẫn bớt lại một chút. Đây, vùng nhỏ nhỏ. Sẽ còn ít nhất là một phần gỗ với lại là cái phần biểu vì ở phía trong. Ok. Thế vậy là cái mạch chỗ này nó vẫn thông này. Tiếp với cái thứ hai, chỗ này này. Tuy cái chỗ này ngắt đứt hết nhá, nhưng mà cái vùng này nó dính liền ở đây rồi này. Thế vậy nó thông mạch, có nghĩa là bây giờ nhá, cái dinh dưỡng nó từ đây lên này. Nó sẽ ra sang bên này là chính bởi vì bên này nó to. Còn bên này nó sẽ sang phụ. Nó sẽ nhỏ. Nhưng mà về cơ bản như này là thông mạch này. Đấy. Thế còn trường hợp như này sẽ bị ngắt mạch này. Đấy nhá. Đây giả sử cái vùng dễ này. Nếu giả sử như cái vùng rễ này, đây cái rễ này nó chạy từ đây đến đây đúng không? Đây đục cắt ngang này. Cắt ngang thì cái này nó sẽ bị ngắt mạch. Hay là như này, đây cái vùng rễ này. Cái đấu từ đây đến đây đúng không? Mà đục đứt ra nhảy thì cái việc mà mạch nhựa chạy từ đây đến đây là bị ngắt mạch rồi, đúng không? Thế theo cái hướng này là bị ngắt mạch này. Nhưng cái vùng này ấy, là nó vẫn bình thường bởi lý do sao? Nó dính đấu vào cái vùng thân này rồi. Thì cái vùng này nó vẫn kéo sẹo bình thường được, nó không bị làm sao. Đấy. Hay là những cái đại thế này. Đấy. Tuy đục ngắt hết cả cái, đây là cái vùng rễ lên này. Đấy, đây rễ lên này. Thế nhưng mà cái vùng này nó dính ở đây rồi thì nó sẽ vẫn thông mạch và cái chỗ này vẫn kéo được sẹo.
Đấy, ví dụ những cái cây này nó là như vậy. Thì khi đục ấy, các bạn phải rất để ý cái vùng vùng đục, đặc biệt là các cái vùng đục lớn ấy, mà nếu mà không không thông mạch được thì nó nguy hiểm, nó sẽ hỏng cái vùng đục. Đây, như cái cốt xi này mới đục xong, đục rất nhiều đúng không? Đây, vùng này đây, đây nha, cả cái vùng bo biên này da còn nguyên, thế nên là mạch nhựa nó sẽ chạy từ đây lên, vẫn cái vùng này vẫn nguyên, và nó sẽ bo hỗ trợ bo sẹo cho cả vùng này, cả vùng này. Đây là thông mạch nhựa. Nếu mà cái vùng này bị đục vét hẳn xuống như thế này thì cái vùng này sẽ kéo sẹo lâu lắm, bởi vì là nó bị ngắt cả một cái mạch lớn ở cái vùng này. Thế còn các cái này chỉ là cắt ngang đơn giản. Cái này tôi sẽ di đi mấy cái cây mà định hình lớn ấy, thì các bạn sẽ nhìn được rõ cái này hơn. Đây, như cây này, đây là cây lam thân, cây cây khá to đấy. Thì đây, ví dụ như cái vùng rễ này đấy, đang vén sẹo rất tốt đúng không? Đấy, mạch chạy vẫn nguyên, không bị làm sao. Đây, hay như cái vùng rễ này, đục bên này, đục bên này đúng không? Mạch nhựa vẫn chạy theo cái đường này. Đấy. Đây, hay như cái vùng rễ treo này. Đấy. Đây nha, các bạn nhìn này, đây bản chất nó là một cái rễ treo treo trên cái thân trực này. Thì nó thô quá thì anh em đục nhỉ. Đây, mấy cái vùng nhỏ nhỏ này thì tôi không nói nhá, đục phần diện tích nhỏ, đây đến vùng lớn này. Các bạn thấy là cái chỗ này tại sao mà anh em phải đục lớn đúng không? Đục lớn để thứ nhất là giảm thô cái vùng này, và thứ hai là tạo cái trườn này, cái vùng trườn cho cái thân này. Thế nhưng các bạn nhìn cái đường đục này. Khi đục nha, anh em vẫn giữ một phần cái chỗ này. Nên tại sao cái chỗ này nó vén được sẹo? Còn nếu nhá, mà bóc sát đến tận thân này này, bóc sát đến tận thân này nhá, mà bóc đến cái vùng, đây là cái vùng rễ đúng không? Nếu mà sát đến cái vùng thân, ăn thẳng ra đây, thì cái vùng này bị ngắt mạch. Như thế là đục ngắt mạch, thì cái vùng rễ này nó sẽ không phát triển được, và cái về sẹo đấy nó sẽ vén rất khó, đúng không? Nó sẽ vén cực kỳ khó luôn. Nên đây, đục này, đục thông mạch. Có nghĩa là khi mà đến đục đến vùng này nhé, anh em vẫn bớt lại một cái phần gỗ, một phần da của cái rễ này, nó bám vào cái thân này, nó dính vào đây, nên ở đây là thông mạch. Đó. Thì khi mà các bạn đục thì các bạn phải rất để ý những cái vùng như thế, chứ nếu không là sẽ nguy hiểm lắm nhá. Đây, hay là những cái vùng này. Cái vùng này tại sao anh em bắt đầu nó có cái rễ đấu ở đây này? Tại sao anh đục đứt đúng không? Đục đứt ở đây là về nguyên tắc theo cái hướng này nó bị ngắt mạch này, không phát triển được đúng không? Nhưng các bạn vẫn thấy nó vén sẹo được đúng không? Có nghĩa là nó vẫn thông mạch. Thế vậy tại sao thông mạch? Đây. Đây, nó còn cái hướng rễ chạy từ dưới lên. Thế nên là cái hướng rễ chạy từ dưới lên nó vẫn nuôi được hết cái vùng này. Nên tại sao vùng này nó vẫn sống và vén sẹo bình thường? Có nghĩa là lý do nhỉ? Cái vùng rễ đài này nó có hai cái nguồn nuôi, một là nuôi thẳng từ đây và hai là nuôi từ đây, đúng không? Nếu mà trong trường hợp đây là nuôi tát thì nếu mà trong hợp giữ cái này thì nó sẽ ưu tiên dinh dưỡng nó chạy qua cái vùng này hơn. Đó. Thì cái vùng này nó sẽ phình lên nhanh, thế nhưng mà nó sẽ thô, nó xấu, mà anh em đang cần đục để tạo cái đường trườn này. Đấy, tạo cái đường trườn này. Để cái thân này nó đẹp hơn. Đúng không? Các bạn tưởng tượng là tự nhiên bây giờ nó có cái chỗ này nó đấu thẳng này, nhìn nó xấu không? Đúng không? Nên anh em phải ngắt ra đúng không? Nhưng mà để ngắt ra cái vùng này sống được thì nó, anh em phải nhìn thấy nó còn cái dinh dưỡng chạy ở vùng này nữa. Thế nên đục này vẫn là thông mạch đúng không? Có nghĩa là nó ngắt một hướng và duy trì ở hướng khác. Đấy, có nghĩa là đục để chuyển hướng chạy của dinh dưỡng. Đấy. Đây, hay là những cái vùng này. Cái vùng này đục thì tại sao mà đến cái chỗ này nó vẫn sống bình thường? Đây là một cái rễ này.
đây là vẫn sống trưởng đây này, do anh em vẫn giữ một cái phần mạch đấu đây đấy. Nên nó vẫn vén được sẹo ở đây đấy, hôm nay câu chuyện vậy. Thế thì cái quá trình đục này là khá là chuyên sâu đấy, thì các bạn phải để ý nha. Thế còn để làm như nào là biết nó thông mạch hay ngon mạch thì các bạn cứ nhìn cái đường đường chạy thôi, đường chạy của cái mạch nhựa nó chạy thì các bạn nhìn các bạn sẽ biết thôi. Đấy là kinh nghiệm, nhìn nhiều sẽ quen. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một cái kênh chuyên review kiến trúc, đấy kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh này chúng tôi tập trung các cái tập trung review các công trình nổi tiếng của Việt Nam có tuổi đời cả trăm năm hoặc ngàn năm. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc nghệ thuật điêu khắc của Việt Nam thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe, follow và theo dõi các clip chúng tôi review. Trên nền YouTube các bạn có thể tìm kiếm qua từ khóa Nhà Việt TV 365, không có dấu. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.